Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi hàng đầu trong làng hài của sống Mỹ nha Thấy mặt mình là biết mình sắp chia sẻ gì cái đúng không nào Đó, mọi người đã đoán đúng rồi đó Mình sẽ chia sẻ về bầu cử Mỹ cũng như là cuộc tranh luận lần thứ ba Và mình sẽ cho mọi người biết một tin vui luôn, ok Đó là ông Biden, ông đã vô tình trao chiến thắng trong tổng thống Trump Wow, yes, 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 yes <laughs> Đó, nghe nói tới đây là chắc chắn sẽ có nhiều người phản đối nhưng mà mọi người nên hiểu Mình nói chuyện là điển nhiên là mình phải có bằng chứng rồi đúng không nào Trước tiên á Nếu mà mọi người xem tivi mình dám chắc một cái câu thôi Tất cả các đài truyền hình nó sẽ Hầu như là tất cả đài truyền hình nó sẽ phán một câu y chang như mình đã dự đoán hôm bữa Là ông Biden nó sẽ thắng À, tại cơ bản mọi người nghĩ xem MSNBC, CNBC, uh, CNN, CBS, ABC, uh, CBC là đài bên Canada, Global News, uh, Sky News là đài bên Anh, uh, New York Times, The Hill, USA Today, uh, USA Today, uh, LA Times, uh, Washington Post vân uh, vân tất cả những cái đó nó đều là truyền thông thổ tả thân bên phía đảng dân chủ hết thì đời nào mà có bao giờ mà có cái chuyện nó sẽ đưa ra một cái bản tin công bằng là ai ai thắng ai thua đây Lúc nào đối với những cái bản tin mà mấy cái đài đó đăng á là ông Biden thắng Ông Biden không bao giờ thua cái bên nếu mà nó đăng tin là ông Biden không bao giờ thua Nếu mà nó đăng tin á bà Clinton lúc nào cũng thắng á Nhưng mà cái quan trọng là mọi người thấy cái kết quả như thế nào Dĩ nhiên là ông Tổng thống Trump ông là Tổng thống đúng không Thì bây giờ cũng vậy Nhưng mà cái quan trọng là chỗ này nè à, tại vì trong buổi tranh luận hôm bữa đó là ông Biden ông nói sao nếu mà ông làm tổng thống đó, là từ từ trong vòng cỡ từ đây cho tới năm 2050 tức là cỡ 30 năm nữa và là ông sẽ từ từ loại bỏ cái ngành công nghiệp công nghiệp dầu khí ở Mỹ tại vì nó ô nhiễm à, để mà tiến tới là biến nước Mỹ thành không bị ô nhiễm bị khí thải luôn à, là cái này là là một trong những yếu tố mà mình chắc chắn là sẽ là một cái cán cân có lợi trong bóng thống trong đó tại vì hôm ngày á là bà Camille Harris cũng như là bên phía đội của ông Biden phải đi vòng vòng để mà gọi là giải thích về cái câu nói của anh trả mặc dù ai cũng nghe hết rồi nhưng mà phải đi giải thích giống như là thiên hạ người ta không không biết ông ám chỉ cái gì á cái như là bây giờ họ thừa biết là ông đã bị sảy miệng cái điều đó rồi à, thành ra bây giờ giống như là họ đi chữa trái giùm cho ông vậy đó mọi người nghĩ xem những cái bang chiến trường quan trọng hiện giờ á, là nó trông chờ vào nền kinh tế. Mà một trong những bộ cái phần quan trọng nhất của nền kinh tế tức là gì? Năng lượng. À Pennsylvania cũng vậy, bên Texas cũng vậy, bên Florida, bên Georgia cũng vậy, bên Ohio cũng vậy. Nó càng phải có ngành năng lượng. Mà cái, cái kế hoạch của bên phía đảng Dân Chủ là nào là cắt giảm khí thải tối đa rồi trong vòng cái vài chục năm tới mà coi như là tiến tới không còn khí thải năng lượng nữa tức là năng lượng sạch một phần trăm luôn á thì nó tốn một số tiền mà gọi là hai lên tới hàng ngàn tỷ đô la giờ tại vì nó phải thay đổi toàn bộ cái hệ thống hiện giờ hết giờ từ từ á nó phải xây lại hết nó phải nâng cấp lại hết mọi người nghĩ tốt bao nhiêu tiền rồi bao nhiêu triệu con người làm việc trong những cái ngành như là dầu quả dầu khí than đá gì nhà máy đồ này coi như là phải bị mất việc hết hoặc là họ phải tìm cái cách nào đó để nâng cao tay nghề lên mọi người thấy nó sao làm gói tung lên hết à nhờ, nhờ như vậy đó nhiều khi ông tổng thống trump cũng sẽ tái đắc cử cái yếu tố này đó hả không còn cái chuyện cái đó chưa kể nó là gì nếu mà buổi tranh luận mà mọi người để ý xem là đảng dân chủ hai bên đội của Biden họ nói gì nè ông Biden ông thắng là khá là thuyết phục tại vì mọi người thấy không trong lúc ông nói chuyện là ông nói giống như mình nói vậy nè ông nhìn thẳng vào ông kính và ông nói wow tôi sẽ là tổng thống cho tất cả các người Mỹ à, tôi không có phân uh, chia ghẻ gì hết tôi sẽ cố gắng giúp gia đình các bạn vượt qua khó khăn à, phòng chống dịch bệnh tốt vân 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 à, tôi sẽ cảm thông với mọi người à nó nó lằn xe cái vậy đó ý của bên phía đội của Biden nói là ông ông là sẽ là tổng thống của người Mỹ ông không có chia rẽ với ông Trump ông nói chuyện là ông nhìn thẳng về camera giống như ông đồng cảm ông kêu gọi ông đang nói chuyện với người Mỹ chứ không phải là tranh luận với ông Trump vân 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 nó tô một bức tranh giống như là ông sẽ là một người lãnh đạo nước Mỹ tuyệt vời vậy đó à, OK nhưng mà cái nhưng mà nếu mà mọi người xem buổi tranh luận đó tức là gì ngoài chơi cái điều mà ông Biden ông đã lộ cái đồ là xóa tan hàng triệu công việc của nước Mỹ cũng như là làm cho nước Mỹ tiêu tốn hàng ngàn tỷ đô la ra, thì ông nếu mà già ông tổng thống Trump thì ông tấn công con của ông Biden cái ông Biden ông chỉ à, ông tổng thống Trump tấn công con của ông Biden gì nè ông đây, à, mọi người thấy không? Con của ông, uh, ông ta là Hunter Biden ha, là một người không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng nhưng mà lại được tập đoàn Burisma tức là tập đoàn dầu khí lớn nhất của Ukraine nó mướn mà đây không phải nó mướn về làm một cái chức vụ đơn giản nha mọi người nó mướn Hunter Biden là con của con trai của ông Joe Biden vào ban giám đốc đó là một trong những chức vụ mà lớn nhất của tập đoàn đó với mức lương là 182 000 đô la một năm mà không phải chỉ chỉ là 182 000 đô la một năm mà là trả trước lương 3 triệu đô mọi người tưởng tượng mọi người có cái công việc gì mà nó sẽ trả chưa lương trước cho mọi người hai ba chục năm mọi người nghĩ trên đời này có chuyện đó xảy ra không nhưng mà dĩ nhiên á, là mà ông tổng thống ông, ông trump nói vậy tại sao mà nó phải mướn con trai của ông trong khi nó không có kinh nghiệm gì ở đây hết à, các ông bay giờ nó nói à, gia đình ông không bao giờ ăn một đồng nào từ nước ngoài hết à, ông không có cái tài khoản bí mật ở bên uh, nước ngoài giống như ông tổng thống trump à, ông công khai uh, công thế má đồ này kia Dạ ông không có hề dính liếu gì tới chuyện của con trai ông hết Tức là ông nói là cách khác là ông Biden Ông không có liên quan tới chuyện mà làm ăn kiếm tiền của con trai ông À mọi người thấy không? Nếu như mà ông Biden mà ông không phải là phó tổng thống Mỹ dưới thời ông Obama Hay là ông không phải là một người chính trị gia của nước Mỹ Không phải là thượng nghị sĩ của bang Delaware thì cái nước Ukraine cũng như là tập đoàn dầu khí Burisma tức là tập đoàn lớn nhất Ukraine có thèm gánh đến mức độ mà mướn con trai ông không hề có một cái kinh nghiệm tí ti nào về dầu quả hết ngồi vào ghế ban giám đốc chính xác là được ngồi chơi thôi ha à, ngồi để mà gọi là cho nó có mối quan hệ tốt đẹp với bên phía của nhà ông Biden thôi đi và trả mức lương trước gọi là 3 triệu đô la 3 triệu đô chứ không phải là ba chục ngàn đô cũng không phải là ba trăm ngàn ba triệu mọi người thì nghĩ nó có gạch đến mức độ đó không dĩ nhiên nó phải có được cái lợi gì rồi đúng không không lẽ nó cái nó chỉ muốn là gây thiện cảm với bên phía ông biden thôi trong khi nó không có được cái lợi gì hết mọi người nghĩ nhưng mà dĩ nhiên ông tối hôm trong càng tấn công thì ông biden ông càng không có trả lời được cái câu đó cái một hồi cái hết hết giờ hết 2 phút thời gian rồi xong cái cái bà Marui là cái người điều hành chương trình các bạn nói thôi bây giờ chúng tôi sẽ tiến qua một cái câu hỏi khác ha à, bây giờ đổi qua cái câu hỏi khác về ứng phó dịch bệnh corona, Wow cái là đổ thừa ông trump tại vì ông che giấu tên corona là loại bệnh dịch siêu lây lan và phản ứng của chính phủ liên bang chậm chạp cũng như yếu đuối không có bắt người mỹ không có đóng cửa nền kinh tế sớm rồi không bắt người mỹ đeo khẩu trang thành ra khiến hai trăm mấy chục ngàn người mỹ chết nói chung là lỗi tại ông tổng ông trump hết nói chung là đổ thừa ông kiểu đó đó mọi người thấy giả man không trong khi đó nếu mà nền kinh tế trước tiên á mà ngày nghĩ mỹ nó là nước tư bản dân chủ nó không có thể đóng cửa cái kiểu mà đóng cửa được và thứ hai nữa không thể nào mà đóng cửa nền kinh tế lớn nhất thế giới như là mỹ được à tại vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều à chứ không thể mọi người tưởng tượng xem thí dụ cái hãng xưởng của mọi người đóng cửa mà mọi người không có tiền thất nghiệp thì mọi người sẽ làm sao thí dụ cái tiệm nail của mọi người đóng cửa mà mọi người không có tiệm thất nghiệp mọi người sẽ làm sao đây Ví dụ những con khách hàng của mọi người nó bị sa thải vì cái cái chỗ nó làm bị đóng cửa rồi mọi người sẽ làm sao đây. không? Đó, đó là những cái uh, sơ bộ về cái gói cái cuộc tranh luận lần cuối. Nhưng mà cái quan trọng mình muốn cho mọi người biết là gì? Là ông Biden ông đã phạm một cái sai lầm về cái việc uh, năng lượng với dầu quả khí thải hồi nãy mình nói lúc đầu đó. Và cái điều này khả, khả năng khá cao là sẽ giúp ông, Tổng, ông Trump đánh bại ông Biden ở phút chót nhiều khi cái này mới là cái bất ngờ tháng 10 nè à, Tại vì bây giờ bên phía ông Biden là lo Nếu mà mọi người xem là bên phía đội của ông cũng như là bà Kamala Harris Cũng như là ông Biden phải đi, Hiện giờ đi tới đâu họ cũng là lo giải thích Lại cái câu nói của ông Biden là Ông, ông nói là Kế hoạch của ông là muốn từ từ giảm khí thải Chứ không phải là tới năm 2020 là dẹp bỏ những cái công nghệ khí thải vân vân. Ôi, hy vọng là tổng thống trump sẽ thắng về uh, uh, cái uh, yếu tố này nha thank you finger cross yeah four more years thank you bye bye now